Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình tối nay thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Huyện Hàm Yên chuẩn bị cho lễ hội Cam Sành 2020. Gia tăng trẻ nhập viện do bệnh cúm mùa. Trong phần tin quốc tế, Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Nga - châu Âu. Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump. Sáng nay 18 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. Thành lập năm 2014 với 10 hội thành viên, 5 năm qua, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Tuyên Quang, vai trò là tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hiện nay, Liên hiệp hội có 240 hội viên tập thể và trên 11.000 hội viên cá nhân. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã tổ chức trên 230 lớp tập huấn, cung cấp trên 3.000 bản tài liệu khoa học. Cơ quan thường trực Liên hiệp hội đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp hội Trung ương chấp thuận 2 đề tài khoa học. Các cơ quan thành viên triển khai thực hiện 2 đề tài về sản xuất cam sành theo tiêu chuẩn Việt Gáp và chế biến các sản phẩm dầu thơm từ vỏ quả cam. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cũng đã tổ chức thành công các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng, hội thi sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân. Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2 xác định thực hiện mục tiêu xây dựng, củng cố, phát triển Liên hiệp hội thực sự trở thành tổ chức nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sáng tạo của đội ngũ tri thức khoa học, công nghệ tỉnh Tuyên Quang, đồng thời triển khai hiệu quả các cuộc thi phong trào lao động, sáng tạo trong nhân dân, tham gia hoạt động giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Phát biểu tại đại hội, giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục làm tốt công tác vận động, đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò trí tuệ của đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2024. Ông Giang Văn Huỳnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Nhân dịp này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tặng bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động hội năm 2018. Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp các hội khoa học và kỹ thuật cho 21 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen cho 11 cá nhân đã có thành tích trong giai đoạn 2014-2019. Cũng trong sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đánh giá cao kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh và thành phố trong năm 2019. Cử tri cho biết phát huy thành quả của xã về đích nông thôn mới từ năm 2016, đến nay cơ cấu kinh tế xã hội của xã Lưỡng Vượng đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân của xã đạt trên 30 triệu đồng trên năm. Tại buổi tiếp xúc, hai trong số các vấn đề được cử tri quan tâm nêu nhiều ý kiến là công tác quản lý đất đai để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Tuyên Quang đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, sớm trả lời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Ngày 18 tháng 12, huyện Hàm Yên đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019,
và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện luôn trung thành với Đảng, đoàn kết, hiệp đồng vượt qua khó khăn, nêu cao ý chí quyết thắng, tiếp tục ra sức phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đồng thời tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua của huyện và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang, đóng góp sức để giữ gìn và phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống cách mạng của quê hương Hàm Yên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Hôm nay, huyện Sơn Dương cũng đã tổ chức gặp mặt các đồng chí là cán bộ chiến sĩ, sĩ quan quân đội đang công tác và nghỉ hưu trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp nối truyền thống hào hùng, những chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân trong suốt 75 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Sơn Dương đã cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, không ngừng nỗ lực sáng tạo trong lao động sản xuất và đã giành được nhiều thành tích nổi bật. Thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Sơn Dương đang tiếp tục phát động các phong trào thi đua, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, xây dựng huyện Sơn Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xét xử các loại án trên địa bàn, sáng nay 18 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác hội thẩm đợt 2 năm 2019 cho đội ngũ hội thẩm nhân dân của tỉnh Tuyên Quang. Các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề dân sự, tố tụng dân sự và một số nội dung liên quan đến công tác giải quyết án kinh tế và lao động, án hôn nhân gia đình, một số vấn đề vướng mắc trong thực thi luật tố tụng hành chính, các quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Thông qua tập huấn, giúp hội thẩm nhân dân nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn xét xử, giải quyết các loại án và nắm vững hơn các quy định của pháp luật, thực hiện đúng nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm nhân dân, bình đẳng, độc lập trong tham gia xét xử, đảm bảo giải quyết vụ án đúng theo pháp luật. Theo kế hoạch, ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 1 năm 2020, huyện Hàm Yên sẽ tổ chức hội chợ cam sành lần thứ tư. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị đang được huyện Hàm Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng quảng trường nơi diễn ra hội chợ, các xã vùng cam cũng lựa chọn những vườn cam mẫu, những vườn cam được trồng theo an toàn sinh học và Việt Gáp để trưng bày. Dự kiến sẽ có 47 gian hàng trưng bày quảng bá cam sành Hàm Yên, các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn và vật tư phân bón, máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, 25 gian hàng trưng bày và bán cam sành từ km 39 thị trấn Tân Yên cho đến hội chợ. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Yên đã thành lập ban tổ chức hội chợ, xây dựng kế hoạch và chúng tôi cũng đã tiến hành là họp cái ban tổ chức để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc Ủy ban huyện, cũng như là phối hợp chặt chẽ với lại Sở Văn hóa Thông tin Thể thao, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh để triển khai thực hiện các cái nội dung trong hội chợ. Và trong năm nay thì tối hôm 4 tháng 1 năm 2020 thì cái khai mạc hội chợ. Thông qua hội chợ nhằm quảng bá giới thiệu các sản phẩm cam sành Hàm Yên, thế mạnh về kinh tế, thương mại, du lịch của huyện, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại. Hội chợ cũng sẽ là nơi trực tiếp trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm cam sành Hàm Yên phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế, ký kết hợp đồng đầu tư vào chuỗi giá trị sản phẩm cam sành Hàm Yên nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cam, liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cam sành Hàm Yên. Thực hiện mục tiêu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt bình quân trên 4% một năm theo nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh, ngành nông nghiệp tập trung xây dựng nhãn hiệu, phát huy thương hiệu sản phẩm, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Hai năm trở lại đây, việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi đang là hướng đi mới giúp người nông dân trên địa bàn tỉnh nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp vẫn đang phát triển với quy mô nhỏ, manh mún, sản xuất vẫn theo kiểu truyền thống, thì việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sẽ góp phần thay đổi tư duy, tập quán canh tác của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cho các bên tham gia liên kết. Từ khi trước này có được 4-5 hộ người ta chăn nuôi đơn lẻ nhưng mà thấy cái quy trình nuôi nó không được đảm bảo. Từ khi thành lập được anh em rất là đoàn kết, truyền đạt lại những cái kiến thức chăn nuôi lẫn nhau. Đấy, có vấn đề mắc về góc độ chăn nuôi hay là có cái
kỹ thuật gì mới thì chúng ta cùng nhau thảo luận xong rồi đưa đến một cái lợi ích chung. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, như chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi trâu bò thịt, chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi gia cầm, chuỗi liên kết sản xuất chế biến chè, chuỗi liên kết sản xuất nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 15 hợp tác xã, 17 tổ hợp tác có tham gia liên kết với doanh nghiệp, 12 doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với hợp tác xã và nông dân, 45 trang trại có tham gia liên kết với doanh nghiệp để sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm nông sản mới, thì việc tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý gắn với xây dựng các chuỗi giá trị một số sản phẩm hàng hóa chủ lực cũng được chú trọng thực hiện. Sản xuất theo chuỗi có nghĩa rằng phải liên kết, liên minh hợp tác xã chúng tôi là thì tranh thủ tất cả những cái thời cơ, những lúc nào mà có thể tiếp xúc được với những người nông dân, những người sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi đều nói đến cái việc là tầm quan trọng của cái việc là phải liên kết lại với nhau. Tôi nghĩ rằng là việc đầu tiên là phải giải quyết được nhận thức. Đối với các cơ sở đã được đăng ký nhãn hiệu và cái sản phẩm đó đã có uy tín trên thị trường thì để giữ vững được thì trước tiên thì đối với các cơ sở sản xuất phải duy trì được cái chất lượng, đồng thời mở rộng cái sản xuất ra, công tác quảng báo thì cái phát triển thì cái sản phẩm đó sẽ được đông đảo người tiêu dùng biết đến sử dụng nhiều hơn thì mới giữ vững được phát triển của thương hiệu. Trong những năm qua, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản bình quân tăng trên 4% một năm. Điều đó đã chứng tỏ những giải pháp, chính sách hỗ trợ của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả. Nông lâm nghiệp đang dần trở thành thế mạnh, là cơ hội để người dân thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Qua đó, góp phần từng bước giúp tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Sơn Dương, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đã trở thành nguồn lực quan trọng, hỗ trợ cho nhiều gia đình vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Những năm trước đây, gia đình ông Thiệp là một hộ nghèo của thôn mới, xã Minh Thành. Năm 2017, được nhà nước tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng để chăn nuôi và trồng rừng. Năm 2018, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Được cái vay cái vốn này ấy, thì gia đình tôi là cũng thấy cái sự phát triển và cái hiệu quả về chăn nuôi rồi thì trồng rừng là cũng thấy nó phát triển tốt hơn những cái năm trước đây. Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương đã thực hiện đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay ngày càng hiệu quả hơn. Đến đầu tháng 12 năm 2019, tổng dư nợ đạt trên 550 tỷ đồng với trên 19.000 hộ vay. Các nguồn vốn giúp các hộ đầu tư sản xuất kinh doanh tạo thêm việc làm mới. Trong năm 2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền triển khai các cái văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ của ngành Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, đặc biệt là thường xuyên trao đổi, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ vay. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn huyện Sơn Dương đã góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Trong những ngày qua, do thời tiết thay đổi, trở lạnh nên đã có nhiều người mắc bệnh cúm mùa phải nhập viện, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cung ứng 40.000 sách giáo khoa mới cho các trường. Sáng nay 18 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác truyền thông năm 2019 cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn đã được báo cáo viên trao đổi về cơ chế phát ngôn và kỹ năng cung cấp thông tin báo chí, nhận diện và xử lý sự cố truyền thông trong ngành giáo dục, viết tin bài, sử dụng mạng xã hội,
cách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông nội bộ trong giáo dục. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng những kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông nội bộ trong ngành giáo dục và đào tạo, các thông tin, quan điểm, chỉ đạo, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác truyền thông trong toàn ngành. Qua đó giúp các đơn vị trường học nắm được những kỹ năng cơ bản, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy chính quyền 13 xã phường trên địa bàn thành phố vừa tổ chức hội nghị thông tin truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác. Trong phần đối thoại, tư vấn chính sách, rất nhiều câu hỏi của người dân được đưa ra xoay quanh những vấn đề liên quan tới quyền lợi, phương thức đóng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Hiện trên địa bàn thành phố có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mới đạt trên 94%. Việc tổ chức những hội nghị như thế này nhằm giúp cho người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó vận động người thân cùng tham gia, đồng thời giúp cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Trong những ngày qua, do thời tiết thay đổi, trở lạnh nên đã có nhiều người mắc bệnh cúm mùa phải nhập viện, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ghi nhận của phóng viên tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Nhập viện trong tình trạng sốt cao gần 40 độ. Bé Hà Ngọc Quỳnh Như được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bị mắc cúm AH1N1. Sau 5 ngày điều trị, đến nay bệnh tình của Như đã đỡ hơn. Con tôi ở nhà là bị sốt cao. Gia đình có dùng các biện pháp hạ sốt cho cháu nhưng mà cháu không giảm nên là gia đình đã đưa vào viện. Thì sau khi vào viện thì được các bác sĩ điều trị thì 4 ngày rồi, hôm nay là sang ngày thứ 4 rồi thì bạn ấy đã hết sốt. Những ngày gần đây, số trẻ nhập viện tại khoa Nhi tăng cao đột biến. Và trong số hơn 230 bệnh nhân đang điều trị thì có gần 50 bệnh nhân bị mắc bệnh cúm. Với triệu chứng viêm đường hô hấp trên, sốt cao, nhiều trẻ đã bị biến chứng viêm phổi. Theo các bác sĩ, hiện nay đang là thời điểm của nhiều bệnh dịch nguy hiểm, trong đó có cúm mùa do các chủng cúm virus AH1N1 và cúm AH3N2, cúm B. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì rất dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong. Với những cái biểu hiện đầu tiên ấy là viêm long đường hô hấp trên, có sốt, rồi ho, chảy mũi. Và có những trường hợp nặng hơn thì biến chứng thì có thể gây nên những cái viêm phổi ấy, rất là viêm phổi nặng này, suy hô hấp, suy đa tạng và cũng có những trường hợp nặng là gây nên tử vong. Những cái đối tượng dễ mắc là người lớn tuổi, rồi trên 65 tuổi và những người bị các cái bệnh làm cho giảm suy giảm miễn dịch hoặc là những cái bệnh mãn tính nặng và trẻ em dưới 5 tuổi. Bệnh cúm có thể lây trực tiếp từ người qua người, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch. Vì vậy, để chủ động phòng chống cúm mùa, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời. Thời gian qua, trường mầm non Đạo Viện huyện Yên Sơn đã thực hiện chuyên đề giáo dục, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và mang lại hiệu quả tích cực. Tiết học ngoài trời như thế này được tổ chức 2 buổi một tuần. Các bé không chỉ được trải nghiệm thực tế tại vườn rau của nhà trường, mà còn được làm quen cũng như nhận biết được lợi ích từ các loại rau mang lại. Đây là môi trường học tập thân thiện, sinh động để các bé được khám phá thế giới xung quanh mình. Với một cái tiết học ở ngoài trời như này thì các cháu rất là hứng thú và là thích thú khi được trải nghiệm và được biết các loại rau ở ngoài vườn. Trường Mầm non Đạo Viện huyện Yên Sơn hiện có gần 250 học sinh ở 6 điểm trường. Triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm,
nhà trường đã xây dựng kế hoạch dựa trên điều kiện thực tế của xã vùng 135. Dựa vào đặc thù đó, môi trường học tập trong và ngoài lớp đều được xây dựng để trẻ được trải nghiệm, khám phá. Nếu như ở góc học kỹ năng sống, xây dựng các mô hình về hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ như chải đầu, vệ sinh răng miệng, thì ở góc học tập, các bé có mô phỏng các nghề như nghề xây dựng, trang trại trồng vườn rau, cây cảnh nhằm phát triển các năng lực hoạt động trí tuệ, kích thích sự sáng tạo của cả cô và trò. Từ đó, trẻ hứng thú đến lớp và chủ động tích cực hơn trong học tập. Đối với cái hoạt động lấy trẻ làm trung tâm thì các con sẽ được trải nghiệm bằng thực tế. Với cái tiết học đó, các cô giáo rất sự có sưu tầm để mà dạy và tại thực hiện ngay tại, có thể ở sân trường, có thể ở ngoài vườn sau, khai thác cái triệt để tính sáng tạo của trẻ. Rất nhiều những cách làm sáng tạo đã được các trường mầm non trên địa bàn tỉnh áp dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tập quán riêng của địa phương, tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm, học bằng chơi, chơi mà học, nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non ở địa phương. Sau khi các bộ sách giáo khoa mới lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu rộng rãi các bộ sách đến giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước. Đồng thời, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng sẽ cung ứng 40.000 bản sách mẫu phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa mới tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Theo đó, các bản sách giáo khoa mẫu thuộc 4 bộ kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo, cùng học để phát triển năng lực vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đều do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Để giáo viên có thông tin chi tiết và góp ý đánh giá hiệu quả của sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục giới thiệu sách do các tổng chủ biên báo cáo. Sau khi các trường chọn được sách, đơn vị sẽ tập huấn cho giáo viên bằng tài liệu in, phát miễn phí và đăng lên cổng của nhà xuất bản. Trong quá trình sử dụng sách, giáo viên và học sinh có thể tham khảo tài nguyên học liệu điện tử gồm các video bài giảng mẫu, video nói về chương trình sách giáo khoa trên thế giới, video giới thiệu nội dung, cấu trúc, phương pháp của sách mới, tài liệu tập huấn giáo viên khai thác và sử dụng hiệu quả sách mới, tài liệu hỗ trợ giáo viên tổ chức việc dạy học. Hiện tại có một tình trạng là đề tài khoa học công nghệ nghiên cứu thành công xong lại chậm hoặc là không thể đưa kết quả ứng dụng vào cuộc sống. Việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc kết nối giữa nhà khoa học và doanh nghiệp. Từng tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm khoa học và công nghệ, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngoan, Viện Hóa học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từng rất trăn trở. Chị đã từng chứng kiến có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của bản thân và đồng nghiệp có kết quả rất tốt nhưng lại gặp khó trong quá trình thương mại hóa. Các nhà khoa học thì rất là mong muốn được đưa các cái sản phẩm của mình ra ứng dụng. Thế còn các doanh nghiệp thì phần lớn là họ cũng quan tâm nhiều đến cái lợi nhuận của mình. Thế chính vì thế cho nên là nó nhiều khi nó chưa tìm được cái tiếng nói chung và nó chưa tìm được đủ cái niềm tin với nhau. Cũng theo tiến sĩ Vũ Thị Thu Hà, giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm lọc hóa dầu, thiếu tiếng nói chung với doanh nghiệp rõ ràng là cản trở không nhỏ trong quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Chúng tôi tiếp cận với rất là nhiều doanh nghiệp, phải hơn 200 cái cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp, nhưng mà để đi đến được thành công cuối cùng ấy, để hai bên hợp tác được với nhau, liên kết được với nhau và cùng tạo ra được một cái sản phẩm hoặc là công nghệ có thể thương mại hóa được thì chắc là chỉ khoảng vài 3%. Theo Bộ Khoa và Công nghệ, cơ sở dữ liệu quốc gia ghi nhận đã có 25.000 nhiệm vụ khoa và công nghệ các cấp, 250.000 công bố trong và ngoài nước liên thông với quốc tế. Mỗi năm nhà nước chi 2% ngân sách cho hoạt động khoa và công nghệ là một nguồn lực không nhỏ. Chính vì vậy, việc chậm kết quả đưa vào ứng dụng trong thực tiễn là một lãng phí lớn. Nhìn một cách tổng thể và thấu đáo là như thế này. Có nghĩa, tức là chậm ứng dụng trên tất cả các cái mặt trận và đưa vào cái cuộc sống. Thì đấy cũng là một cái cách mà lãng phí. Muốn để cho không còn ở ngân kéo nữa thì chỉ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các kết quả nghiên cứu phải đáp ứng được nhu cầu bức thiết của cuộc sống. Vấn đề thứ hai nữa là các nhà khoa học phải có tinh thần chuyển giao. Các nhà khoa học cũng rất mong mỏi nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các nhà khoa học trong việc hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu trên cơ sở đề tài, tìm kiếm các doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, thúc đẩy thương mại hóa. Bởi nhiều đề tài khoa học chỉ có giá trị với cộng đồng và được xã hội ghi nhận khi được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích ngăn chặn việc xây dựng tiếp đường ống dẫn khí dòng chảy Phương Bắc 2 trị giá 10,6 tỷ đô la Mỹ được xây dựng dưới biển Baltic. Thượng viện Mỹ vừa thông qua các biện pháp trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Đức. Luật trừng phạt đã được bỏ phiếu tại Thượng viện với đa số tuyệt đối, 86 phiếu thuận, 8 phiếu chống. Đây là một phần của luật quốc phòng Mỹ. Luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tuần trước nhưng vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành. Các nghị sĩ Mỹ đã cảnh báo dự án trên sẽ giúp chính quyền Tổng thống Nga thu được hàng tỷ đô la Mỹ và gia tăng tầm ảnh hưởng chính trị tại châu Âu. Trong khi đó, chính phủ các nước châu kêu gọi Washington không can thiệp vào các vấn đề thương mại của châu. Một tờ báo của Đức cho biết Berlin có dự định sẽ có biện pháp đáp trả ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành các lệnh trừng phạt. Hôm nay 18 tháng 12, toàn thể Hạ viện Mỹ chính thức biểu quyết về hai điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, Hạ viện Mỹ chính thức cáo buộc Tổng thống Trump về tội lạm dụng quyền lực trong tư cách Tổng thống và tội cản trở Quốc hội trong các cuộc điều tra. Đây sẽ là cuộc biểu quyết luận tội Tổng thống thứ 3 trong lịch sử của nước Mỹ. Cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm nay 18 tháng 12 được dự đoán với kết quả gần như chắc chắn là Đảng Dân Chủ sẽ thông qua cả hai điều khoản luận tội. Đây là một phép thử cho sự đoàn kết trong Đảng Dân Chủ vốn rạn nứt từ cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2016. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua hai bản luận tội. Theo đó, Tổng thống Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Bản luận tội nhận được sự ủng hộ của 23 nghị sĩ Đảng Dân Chủ, trong khi vấp phải sự phản đối của 17 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban này. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố, chính phủ Pháp quyết tâm thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu bất chấp các cuộc đình công và biểu tình diễn ra trên cả nước nhằm hối thúc chính phủ từ bỏ chương trình này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách chính sách hưu trí của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã bước sang ngày thứ 13. Thủ tướng Pháp khẳng định việc các nghiệp đoàn phản đối kế hoạch trên là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, nhấn mạnh chính phủ quyết tâm cải cách hệ thống lương hưu và đạt mục tiêu cân bằng ngân sách. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách chính sách hưu trí của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã bước sang ngày thứ 13. Ngày 17 tháng 12, hàng chục nghìn người trên cả nước đã xuống đường biểu tình. Trong 3 ngày trở lại đây, nhiều giáo viên, nhân viên y tế và các viên chức đã hòa cùng các công nhân ngành vận tải trong cuộc biểu tình quy mô lớn. Cảnh sát ước tính hơn 200.000 người tham gia hàng chục cuộc tuần hành trên toàn nước Pháp. Lực lượng an ninh đã đặt trong mức báo động cao, đề phòng tái diễn tình trạng các phần tử quá khích đốt phá các cửa hàng và phương tiện như những cuộc biểu tình trước đó. Hãng xe ô tô Toyota của Nhật Bản đã lên kế hoạch lần đầu tiên đưa công nghệ tự lái tiên tiến vào dòng xe thương mại trước khi đưa vào các xe ô tô cá nhân. Phát biểu với báo giới khi khai trương các văn phòng mới tại Tokyo, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Nâng cao của Toyota, ông James Kushner, ngày 17 tháng 12 cho biết, Toyota dự định ra mắt dòng xe ô tô tự lái cấp độ 2 đầu tiên của mình, có khả năng tự lái trên đường quốc lộ. Đây là một phần trong chiến lược phát triển xe ô tô tự lái trong vài thập kỷ tới. Theo ông Kushner, việc áp dụng công nghệ tự lái sẽ dễ dàng hơn vì không đòi hỏi người giám sát trực tiếp, thường trực đối với xe taxi và các xe mà Toyota đang chế tạo như xe dịch vụ lái theo cầu, cửa hàng di động và bệnh viện di động. Toyota và các nhà cung cấp của hãng trong đó công ty Denso cũng đầu tư vào Viện Nghiên cứu và Phát triển Nâng cao của Toyota, có tầm nhìn dài về dòng xe với công nghệ tự lái và trí tuệ nhân tạo hơn nhiều đối thủ cạnh tranh vốn đang chào bán các dòng xe có thể lái tự động trên đường quốc lộ. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Tin gió mùa đông bắc, hiện nay 18 tháng 12, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm nay và sáng mai 19 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai 19 tháng 12, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm nay 18 tháng 12, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh. Từ đêm mai 19 tháng 12, trời rét. Bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương.
nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%.